rồi ngồi xuống đó đó vậy đó. Ok rồi đứng dậy đi. Quá rồi rồi chặn nhau. Cái cô kia nãy về cô vòng tay lại, cô ngon lành chưa? Ngon. Bia ngon rồi phải không? Rồi cái này dòng quá. Rồi dòng như thế. Rồi ba bệnh riết gì ba khờ luôn rồi. Rồi thiệt. Đây bỏ tay ra. Đó bệnh riết rồi đi trầu não vậy. Bao nhiêu năm rồi? Lâu lâu rồi phải không? Ba bệnh rất là buồn này hả? Ráng học về lo cho mẹ. Xương cốt rã rời hả rời. Rồi, quan đó. Đó, đây nè. Dần lên nè, dần lên. Lên, lên, lên. Đó, thì đưa xuống. Đó, vậy đó. Trời ơi, gì cho nó giỏi. Rồi dòng cái này nè. Rồi cái tay này dòng cái đây. Trời ơi, gỗ thân vậy đó. Riết mà quên, không biết để tay đâu nữa. Rồi, đưa lên, đưa lên. Đó. Bên đây là nhiều hơn theo. Nhưng mà giờ cũng nhẹ rồi ha. Ok, rồi. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.